Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người, Em chào chị Hoàng Lan. Chào mọi người nha. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ đi nào. Mím ơi. Chào cô Quỳnh nha. Em chào chị Đỗ Hà Vi. Em chào chị. Chào tất cả mọi người. Nhím, bố cháu bé rồi cô Quỳnh ạ. Chào Thu Thảo nha. Em chào chị Gấu Sóc. Chào Kim Thu à. Mọi người đang xem mỗi người. Chị chào Phùng Thị Bích Ngọc nha. Chào bé Linh Đan. Mọi người đang xem mỗi người cho em xin một nút chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ đi nào. Chị chào Tử Võ nha. Chào Tú Võ. Chào em yêu. Mọi 12 người đang xem, mỗi người cho em xin một nút chia sẻ đi ạ. Chia sẻ. Thì chị chào Suri Anh. Dạo này muộn. Rồi, chị cảm ơn Phùng Thị Bích Ngọc nha, cảm ơn em yêu. Hello, xin chào Mai Hương Trần. Đấy, mọi người chia sẻ đi nào, chia sẻ mạnh mẽ lên nào. Mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên đi, để em... để xem hôm nay ai sẽ là người may mắn nào. Chị ơi, con gái em khỏi rồi, cháu đỡ rồi chị ạ, à. Em cảm ơn. Bắn tim em yêu. Cháu đỡ rồi nhỉ. Hello. Chào tất cả mọi người. Em mới về nhà, ok em yêu. Cứ chia sẻ đi, chia sẻ đi. Hôm nay bốc nhiệt tình luôn nha. Tất cả mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên nào. Ok. Chị Gấu Sóc bé đã đi mổ chưa chị? Ok ok Linh Đan. Em chào chị Viễm Phúc Hồ nha. Trước tiên là chị em chúng ta sẽ vỗ một chút nước thần collagen đã nha. Chị chào Thân Khải nha. Đây, đấy, nước thần collagen nha các chị yêu nha. Đấy. Mỗi lần chỉ 2 giọt thôi ạ. Chị chào Hương Trương nha. Đấy. Đây các chị nhá. Đấy. Ô lên chả bảo gì nhau á. Ô chị thông báo rồi gì càng ngày càng xinh chị. Cảm ơn Thân Khải nha. Đấy, cứ về cứ dùng Lali Hui với chị thì đẹp hết em yêu ạ. Rất là thích nha. Đây đây, nước thần collagen nha các chị nhá. Đây, thích lắm ạ, cực kỳ là mềm mịn luôn. Đấy, da chúng ta lúc nào cũng rất là sáng bóng. Đấy, nước thần collagen nhé các chị yêu nhé. Đấy, đây các chị chỉ cần vỗ từ 1 đến 2 giọt thôi ạ. Thật sự là quá thần thánh luôn.
Cháu nhà chị chơi em ạ, thế ạ. Vâng, quá là thần thánh luôn các chị yêu nhá. Đấy, mỗi lần chỉ 1 đến 2 giọt thôi, da chúng ta sẽ rất là căng bóng. Đây các chị này, em mới chỉ vỗ có 2 giọt thôi. Đấy, thích chưa các chị yêu? Cực kỳ là thích luôn nhá. Nào các chị chấm đi để em ghi tên nào. Các chị chấm đi nào để em ghi tên nào. Các chị chấm đi để em ghi tên nào. Đấy, mỗi lần. À thế ạ. Đấy, rất thích nha các chị nha. Đây, nước thần collagen này. Ok, Thu Thảo nha. Thu Thảo. Ok, Thu Thảo nha. Nào, Thân Khải nha. Thân Khải. Thân Khải nha. Mọi người chia sẻ đi nào, nhân lúc em đang ghi tên mọi người chia sẻ đi ạ. Suri Anh. Suri Anh. Suri Anh nhá. Suri Anh ai nhỉ? Tú Võ nha, Tú Võ. Đấy, mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ mạnh mẽ lên nào, cho em xin vé nào ai đi. Ok, chị Hằng Nguyễn ạ. Ok, chào Linh, Phương Linh à hay cái gì kia? Thu Nguyệt, ok. Đấy. Quà gì vậy? Cô Thu Mai Hương Trần ơi, cứ chia sẻ đi ạ. Ok, Phùng Thị Bích Ngọc nha. Phùng Thị Bích Ngọc nha. Bích Ngọc. Đấy, nhân lúc em ghi tên thì mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Chị Khanh Dương, Khanh Dương nha. Khanh Dương, Khanh Dương. Đấy. Khanh Dương, Khanh Dương. Đây ạ. Chị nào mà chưa sản chưa biết dùng cái sản phẩm gì, thực sự là La Li Hui là một sự bé linh đan nhá. Bé linh đan. Bé linh đan. Đấy, mọi người chia sẻ đi ạ, bé linh đan nhá. Hương ở Mai Thanh Nguyễn ạ, Nguyễn ở Mai Thanh Nguyễn ạ, Mai Thanh Nguyễn. Đấy, dùng cực kỳ thích luôn. Ok, Huỳnh Ngọc Niềm nha. Ok, Huyền Linh. Hương Trương. Hương Trương. Hương Trương nha. Mọi người chia sẻ đi ạ. Hương Trương này. Chị Gấu Sóc này. Gấu Sóc. Gấu Sóc ạ. Hà Thu nha. Hà Thu. Hà Thu. Đây. Đấy. Hà Thu. Thanh Hải. Thanh Hải. Thanh Hải nha. Huỳnh Ngọc Niềm à, Huỳnh Ngọc Niềm. Huỳnh Ngọc Niềm. Huỳnh Ngọc Niềm. Ok, Huỳnh Ngọc Niềm, chị ghi tên vào. Huyền Linh, Huyền Linh, chị ghi Huyền Linh đây rồi. Rồi, chị cảm ơn Băng Như nhá. Huyền Linh. Huyền Linh nhá. Đấy. Mọi người cứ chia sẻ đi, comment, hình như comment của em bị ẩn. Không mi chà, em chưa có đây chị. Hỉ mê son kem. Ôi trời ơi em ơi đây. Son kem của La Li Hui này. Trời ơi đây. Chị đang đánh là màu cam tươi nhá, cực kỳ thích luôn. Đấy. Son kem La Li Hui quá mê luôn ý. À, cái gì nhỉ? Đăng Thiên Hằng à, Hằng Nguyễn à. Hằng Nguyễn hay Hằng Nguyên? Đây rồi, chị chào Tuyết Kỳ. Đây để chị ghi băng băng như à. Băng như. Băng như nhá. Băng như này. Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ. Ok Băng Như ơi, chị ghi rồi mà. Mi trà, mi trà, mi trà. Trà mi, trà mi. Trời ơi, son kem đẹp lắm các em yêu ạ. À. Đây các em yêu nha này. Đấy, son kem đẹp cực kỳ luôn. Đấy các em thấy chưa? Nhìn cái chất son cảnh. Test son kem em coi chị ơi. Đây, Tú Võ ơi, đây son kem này, đây. Chị đánh thử cho các em yêu xem nha, cho mọi người xem nha. Đấy, ui trời ơi này.
bóng chưa, đẹp chưa? Đấy, Tử Võ ơi, phê lắm em yêu ạ, à, cực kỳ thích. Đây, son kem của Lalihui nha, đấy, thích chưa? Trời ơi, bền màu căng cả ngày luôn, đi đâu cũng chả vấn đề gì cả. Mi Trà ơi, chị ghi rồi mà, Dung Phạm à, Dung Phạm, Dung Phạm. Ok, Hạnh Jessica nha, Hạnh Jessica, Hạnh Jessica, Hạnh Jessica, đấy. Đây, có rồi em yêu ơi. Trời ơi, thích chưa này? Đây, son kem của Lalihui nha. Ừ, đấy. Màu chị đang đánh là màu cam tươi nhá các em yêu, cực kỳ thích này. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Độ bóng của nó rất là thích mà bám môi cực kỳ tốt này. Đấy, bóng môi chưa? Đấy, rất thích nha, cực kỳ thích luôn. Đấy, riêng riêng cái dòng sản phẩm của Lalihui này thì không có cái gì là chê được. Son kem là hơn 300 nha em yêu. Chào Thơ Min. Đấy, màu son đẹp mà, màu chị đánh là màu cam tươi nha các em yêu. Đấy, trời ơi này, các em nhìn thấy chưa? Phê lắm, phê lắm, phê lắm. Hà Nguyễn, ok chị Hà Nguyễn, Hà Nguyễn, Hà Nguyễn nha. Đấy, Tử Võ ơi, chị test lên này có ưng không? Hello, ưng lắm em yêu ạ. À, trời ơi, ưng lắm, ưng lắm. Có ai em chưa ghi tên không nhỉ? Chết rồi, mọi người cứ comment đi, mọi người chấm đi để em ghi tên không, bởi vì là có khi là nhiều comment nó trôi nên là em không ghi hết đâu ạ. Đấy, trời ơi đẹp lắm Min ạ, rất là ưng ý luôn, cực kỳ là thích luôn. Riêng cái dòng sản phẩm, tất cả các sản phẩm của Lalihui em xin nói với các chị là tất cả đều rất là ưng ý nhá. Đấy, hello chị chào Thương Thương. Hello em yêu, chia sẻ đi nào, chia sẻ lên các hội các nhóm đi nào. Đấy, Thương Thương nha, cực kỳ thích. Riêng sản phẩm của Lalihui thì sản phẩm nào cũng thích nhé các chị em nhé. Đấy, không sản phẩm nào là phải chê cả. Đấy, riêng cái em nước thần này, mọi người có thể là chưa biết như thế nào, nhưng mà em khuyên mọi người chỉ cần dùng nước thần của Lalihui là mọi người đã cảm nhận được hết cái sự thần thánh của cái nước thần này. Bởi vì nhá, khi chúng ta chỉ cần dùng 1 đến 2 giọt lên da mà da rất là căng bóng, mềm mịn mà cả ngày luôn, kiềm dầu cực kỳ là tốt luôn. Cấp ẩm nha, xe khít lỗ chân lông nhá, làm da chúng ta rất là căng bóng đây này. Nhưng cái chỗ này các chị để ý thấy không, rất là bóng luôn, cực kỳ là căng. Cảm ơn Min Min nha, cảm ơn Thơ Min. Đấy, đây nhá. Ô chị chào Yến Bảo. Đấy, đây nhá, nước thần collagen nhá các chị yêu nhá. Đấy, cực kỳ thích. Chị nào mà còn đang phân vân hay do dự thì em khuyên các chị là các chị hãy cứ bắt đầu thử dụng với nước thần collagen. Nếu các chị sử dụng cái nước thần collagen này không ưng, các chị có thể gửi lại cho em. Đấy, em sẽ hoàn tiền. Riêng cái dòng sản phẩm Lalihui bên em nhá, sẽ bảo hành cho các chị đến từng giọt cuối cùng luôn. Nên các chị sử dụng cái sản phẩm bên em thì không bao giờ phải lo ạ. Đấy, các chị dùng rất nhiều sản phẩm, các chị thấy mỹ phẩm có mỹ phẩm nào mà lại có bảo hành đến tận giọt cuối cùng không? Rất là ít luôn ạ. Cho nên cái dòng này, sản phẩm của em nha, sẽ đi xuyên suốt cùng các chị suốt cái chặng đường các chị sử dụng sản phẩm của chúng em, nên các chị cứ yên tâm nhé. Cực kỳ là thích luôn. Đấy, mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ lên hội lên nhóm đi ạ. Mọi người chia sẻ đi nào, chia sẻ lên hội lên nhóm nhé. Đấy, cực kỳ thích nhé. Đây, chúng ta khi mà kể cả chúng ta dùng cái gì, chia sẻ nhiều có được tặng không? Yến Bảo ơi, chị còn chưa đòi quà Yến Bảo nhá. Đấy, chỉ cần với em nước thần này là các chị đã cảm nhận thấy như thế nào rồi. Nếu các chị chưa dùng gì của Lalihui, các chị có thể sợ. Thế nhưng em khuyên thật, các chị cứ nên sử dụng bắt đầu từ nước thần. Sau khi mà các chị sử dụng nước thần cảm thấy ưng ý thì các chị sẽ mua tiếp các sản phẩm khác. Bởi vì bên em còn có combo chăm sóc da, gồm có nước thần, kem ngày và kem đêm. Đấy, nhưng rất rất nhiều chị khách hàng của em đầu tiên có thể bảo là em ơi, chị chưa sử dụng sản phẩm này bao giờ, chị rất là sợ nó thế này, sợ nó thế kia. Nhưng không, các chị yên tâm nhá, khi các chị sử dụng cái sản phẩm này của bên em, các chị được bảo hành. Thế à, các chị được bảo hành tới tận giọt cuối cùng nha các chị nha, tới tận giọt cuối cùng của lọ nước thần hay là của lọ kem luôn. Đấy, rất là thích. Nên các chị không cần phải do dự, không cần phải phân vân đâu ạ. Dinh ngay một em nước thần này về sử dụng, em đảm bảo là 100% chị nào cũng... Thơ Min bị chặn chia sẻ nhóm rồi. Chị nào là cũng rất là ưng luôn nha các chị yêu nhá. Đây,
Đấy, buổi tối nhá, buổi tối. Rồi, chị cảm ơn Quỳnh Trâm Phạm. Để chị Quỳnh Trâm Phạm nha. Ok, Quỳnh Trâm Phạm. Quỳnh Trâm Phạm nha. Ok, ok. Hay là Thơ Min bị chặn à? Không phải đâu, sợ là Thơ Min không thuộc nhóm nào ấy. Hay là máy Thơ Min có thể tải lại Facebook cũng được mà. Thơ Min này. Yến Bảo nha. Yến Bảo. Yến Bảo nha. Đấy. Các chị đi ngủ này, khi các chị ban tối các chị đi ngủ, các chị hãy sử dụng này 1 đến 2 giọt nước thần collagen này cho em và sử dụng một hạt đỗ kem đêm thôi ạ. Đây, các chị nhìn thấy chưa? Kem đêm thì có màu be như thế này nhá. Các chị dùng cực kỳ là không bao giờ tốn luôn. Như bản thân em là em phải sử dụng đến 5 đến 6 tháng. Đây. Nó cực kỳ là không tốn luôn khi các chị dùng nước thần rồi. Đúng rồi. Đây. Khi các chị dùng nước thần thì cực kỳ là không tốn kem luôn các chị yêu nhé. Đây, mỗi lần các chị dùng như bản thân em chỉ dùng đúng một hạt đỗ thôi ạ. Đấy, rất là thích nhé các chị. Ok, Đào Angela. Đấy, các chị yêu ơi, không hề tốn luôn nhé. Đây, kem đêm của bên em các chị nhé. Cực kỳ là mềm mịn, cực kỳ là thẩm thấu luôn vào da. Ok, Đào Angela. Đào Angela nhé. Đào Angela, Đào Angela. Ok, đây rồi em yêu. Đấy các chị nhá, chỉ cần 1 đến 2 giọt nước thần cùng với cái kem đêm này, các chị chỉ cần như vậy thôi, qua đêm hôm sau các chị sẽ thấy sự khác biệt nhá. Cái kem đêm này cực kỳ là thẩm thấu luôn. Đấy, các chị xoa đến đâu thẩm thấu đến đấy đây các chị yêu nhá. Rồi, chị cảm ơn Hoàng, em cảm ơn chị Hoàng Phương nhá. Đấy, rất là thích nhá các chị. Đấy. Mọi người chia sẻ đi ạ. Đấy. Đây nha các chị, kem đêm này. Đấy. Cực kỳ là thẩm thấu luôn, rất là mềm mịn. Sáng hôm sau các chị đã thấy sự thay đổi. Và đặc biệt là cái kem đêm này còn có một... Ok, Hoàng Phương nha. À Hoàng, đúng rồi, Hoàng Phương nha. Hoàng Phương. Hoàng Phương nha. Cái kem đêm này, đặc biệt là cái kem đêm này nha các chị nha. Nó còn có một tác dụng rất là đặc biệt. Ngoài dưỡng trắng, ngoài dưỡng trắng chuyên sâu này, chống lão hóa cho da này. Chơi gì à chị ơi, cứ chia sẻ đi Tố Uyên nha. Chia sẻ cái like này trên trang cá nhân, trên ở chế độ công khai, kết bạn hoặc là nhấn theo dõi Facebook Nguyễn Quỳnh Mai nha. Rồi chị sẽ ghi phiếu và sẽ bốc thăm nha em yêu. Chào Hường Nét. Đây nha các chị nha, ngoài cái tác dụng dưỡng trắng này, dưỡng trắng chuyên sâu này, chống lão hóa cho da này, giúp chúng da, da chúng ta căng bóng, mềm mịn, thì còn giúp chúng ta sẽ đánh bật tất cả các mụn ẩn nhé. Các mụn ẩn nằm sâu bên trong da và làm mờ các vết thâm. Làm mờ các vết thâm do nám và tàn nhang nhá, là mụn gây ra nhá. Rất là thích luôn ạ. Hello Trần Dung, chào Trần Dung nhá. Trần Dung. Trần Dung nhá. Ok, Trần Dung, đấy. Rất là thích nhá. Đấy. Em chào chị Phạm Thu Hiền. Đấy mọi người ạ. Trước khi đi ngủ các chị chỉ cần dùng 1 đến 2 giọt. Rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Ngọc nha. Nguyễn Ngọc. Rồi, đây ạ, của chị Nguyễn Ngọc. Em chào chị Phạm Thu Hiền. Em chào chị. Ok Hà Thu. Vâng, không nhẹ ạ. Nhẹ gọi đi tìm đó. Phạm Thu Hiền nha. Chị Phạm Thu Hiền. Trắng được em yêu nha. Trắng được, bẩm sinh, đen bẩm sinh cũng trắng được nha. Ok Hà Thu. Ok Hà Thu, ok Đặng Thiên, Hà Thu nha. Đấy, trắng được. Bởi vì là cái combo bên chị là đảm bảo sẽ dưỡng trắng. Đấy, thế nên là nếu mà các chị có vấn đề gì về da thì cứ inbox em sẽ tư vấn kỹ hơn cho các chị. Đấy, ok Hà Thu, ok chị Tố Uyên. Tố Uyên. Tố Uyên nha. Đấy. Bà nội bé à, đúng rồi, bà nội đang bé. Em quà nhé, à em đã nhé. Ok Lê Thu Hường, cứ chia sẻ đi. Chia sẻ like này trên chế độ công khai. Kết, nhấn kết bạn hoặc là theo dõi nick Facebook Nguyễn Quỳnh Mai nha. Lê Thu Hường, đấy. Biết đâu hôm nay mình sẽ là người may mắn thì sao. Bé khóc nhè rồi, đúng rồi, cháu tối này cháu bệnh mẹ lắm. Ok, chào Yến Trang, chào chị Sumi nha. Sumi. Ok, Sumi nha.
Đấy, biết đâu mình sẽ là người may mắn được sử dụng cái sản phẩm của Lalihui này. Thực sự là rất là thích luôn đấy ạ. Chưa có cái dòng mỹ phẩm nào mà bảo hành lại mạnh mẽ như thế đâu ạ. Đây, lúc nãy em mới test son kem này. Test son kem cho các chị yêu, các em yêu xem nhá. Đấy, màu em đánh là màu cam tươi nhá các chị. Đây, đấy, lên môi cực kỳ mịn luôn. Mà em thề là nó lì kinh khủng ấy này. Lì lắm luôn các chị ạ. Lì cực kỳ luôn ấy. Ai mà chưa có cái thỏi son nào thì em nghĩ là đây là một sự lựa chọn rất là sáng suốt. Đúng rồi, phê, thật là phê luôn. Đấy, đây. Em thấy rồi, hì hì, đúng rồi, ok, chị ghi Lê Thu Hường rồi em yêu nha. Đấy, chia sẻ đi. Nhân lúc này mọi người hãy chia sẻ mạnh mẽ lên nào. Mời bạn bè vào xem, chia sẻ lên các hội, các nhóm nha. Ok, còn ai mà mình chưa có tên không nhỉ? Mọi người thử chấm đi xem nào. Không nhỡ mình sợ, chỉ sợ là quên tên bạn nào. Thơ ơi, chị còn mới mỗi son kem. Chị Sumi ơi, đây này, trời ơi, ưng ý luôn. Cái son kem này em thề với chị là cực kỳ phê. Đúng rồi, dùng chỉ có phê thôi ạ. Mọi người mà ai đang xem cái like này đã được sử dụng cái sản phẩm của Lalihui thì mọi người cho em xin cảm nhận đi ạ. Mọi người dùng, mọi người thấy thế nào ạ? Có thích không ạ? Đấy, rất là thích. Bất kỳ một sản phẩm nào nha các chị nha. Đây, nước thần collagen này, hay là kem ngày này, hay là kem đêm này, cũng đều thích nha các chị nha. Đấy, cực kỳ thích luôn. Em chào chị Trang Định, em chào chị Gấu Sóc nha. Ok, ok, ok. Ok, chị Trang Định hay Trang Đình này ạ. Đấy, Vương Chính Đức à? Vương Chính Đức, khiếp, tên nghe như kiểu tên đúng rồi, rồi sẽ có son kem nhá. Chị Sumi chuẩn luôn, cực kỳ thích luôn. Nào, chúng ta sẽ búc giải đầu tiên nhá. Nào các chị, những các chị ở đây đã thấy em ghi hết tên các chị chưa ạ? Nào, em sẽ búc giải đầu tiên này. Búc giải đầu tiên sẽ là son của Lalihui 100% không chì nhá các chị ơi. Đúng rồi, em sẽ búc giải đầu tiên. Đúng rồi, búc son của Lalihui nha, 100% không chì nhá các chị yêu này. Đấy, đây ạ, 100% không chì. Đi kèm là phiếu bảo hành 10 triệu nếu phát hiện trong son có chì hay là có thành phần gây hại cho da nha các chị yêu. Em chào chị Cao Dung Cao. Hương Trương ơi, em nên dinh bởi vì là chị, em chắc là đỡ được thử nước thần rồi đúng không? Em chỉ cần dùng nước thần. Đúng rồi, bé khóc đấy. Cao Dung Cao nhá. Trời ơi, cực kỳ thích. Hương Trương đã sử dụng rồi thì chị thề là không có gì phải nói nữa cả. Bởi vì sao, nó quá thích, quá ưng ý luôn. Nếu mà mình không sử dụng cái combo đấy thì thực sự là đáng tiếc đấy Hương Trương ạ. Nhanh tay dinh cho mình nha. Nào, hôm nay em sẽ bốc xem màu son gì đây. Màu gì đây nhỉ? À, đây là màu đỏ cam. Đấy, màu đỏ cam nha các chị yêu nha. Nào, mọi người có tên hết chưa? À, chị Thúy Hằng à? Thúy Hằng, Thúy Hằng, Thúy Hằng. Ok, chị Thúy Hằng nha. Ok, chị Thúy Hằng đây ạ. Đấy. Trời ơi, hôm nay Phương Linh. Phương Linh nha. Đây nha các chị, em sẽ book giải đầu tiên này. Giải đầu tiên sẽ là một son của Lalihui 100% không chì nha. Đi kèm sẽ là phiếu bảo hành 10 triệu nếu phát hiện trong son có chì. Các chị nào mà đã sử dụng son của Lalihui thì các chị đã thấy đúng không ạ? Lên môi thì rất là mềm môi, cực kỳ là mướt. Các chị không cần phải đánh dưỡng đâu ạ. Các chị bỏ qua lớp dưỡng đi, không giống như tất cả các dòng son khác đâu các chị yêu nhá. Dùng, đã dùng là chỉ có nghiện mà thôi ạ. Cực kỳ là thích, cực kỳ là phê. Nào, em sẽ book giải đầu tiên nha. Book giải đầu tiên sẽ là một son của Lalihui 100% không chì. Nào, các chị yêu đã vào hết đây chưa ạ? Để em bốc không, tí nữa là em mà bốc đến tên ai mà gọi 3 lần ý. Bốc đến tên ai mà gọi 3 lần mà không thấy người đấy ạ, thì thực sự là rất là đáng tiếc đấy ạ. Đấy, đây nhá các chị nhá, son của Lalihui này. Đấy, nhìn ngoài vỏ là đã thấy ưng rồi. Các chị dùng các chị sẽ biết, trời ơi, nó quá là thích, quá là ưng ý luôn đấy các chị yêu nha.
Nào có còn chị nào chưa vào không ạ? Chị nào chưa vào thì hãy vào ngay đây. Không tí nữa là em book đến chị đấy mà gọi tên 3 lần mà không có chị đấy thì thực sự là hối tiếc, rất là hối tiếc đấy ạ. Nào các chị đã vào hết chưa? Các chị đã vào hết chưa nào? Các chị vào hết chưa để em book ạ? Nào em sẽ book xem hôm nay ai là người may mắn nào. Ai là người may mắn để trúng son nhá. À chị Trang định hỏi nước tận Phùng Thị Bích Ngọc mong sẽ là người may mắn ạ. Chị Trang Định ơi, nước thần nha, nước thần collagen, à ở bé cún, chị quên mất, nước thần collagen bên em có giá là Yến Trang, đúng rồi, chị mong, hôm nay chị mong tất cả mọi người đều là người may mắn luôn, đều là người may mắn nha, được sử dụng cái sản phẩm của Lali Hui này, trời ơi, em chưa được quà từ lần, săn em đỏ cam nào, tớ đi, ok Linh Hà Linh, chị ok, ok Yến Trang, mạng chậm à, Linh Hà Linh, Linh Hà Linh, trời ơi, cực kỳ thích luôn, cực kỳ thích. Bé Bun cho em một phiếu. Ok, bé Bun nha. Đấy, bé Bun. Bé Bun, Bun. Bé Bun, mong may mắn quá, hi hi, trời ơi. Đấy, mọi người sử dụng cái sản phẩm của Lali Hui này thực sự là không có gì để chê đâu ạ. Thực sự là ai mà chưa có thì em nghĩ là nhanh tay dinh về ngay lên ạ. Ok, vừa nãy có chị nào ạ? Chị nào đang xem live mà hỏi em nước thần đây ạ. Chị ơi, nước thần của bên em có giá là 550.000 nha, chị yêu nha. Quỳnh Trông Phạm mong may mắn. Nước thần của bên em 550.000. Trải nghiệm hết màu son nào, ok. Đúng rồi, Hương Trương ơi, em đã được sử dụng nước thần thì em nên dinh. Ok, Hồng Nhung, Huyền Huyền à. Huyền Huyền, mọi người chia sẻ đi nha. Bởi vì khi mà em book vào ai trống, em, à ai trúng, Huyền Huyền nha, em sẽ em quay lại xem trang cá nhân nha. Nếu mà em ấy chưa chia sẻ thì em xin phép được hủy quà nha. Hương Trương, Hồng Nhung, Hồng Nhung nha. Hồng Nhung, Hồng Nhung nha. Diễm Phúc Hồ nha, ok Diễm Phúc Hồ. Diễm Phúc Hồ. Diễm Phúc Hồ đấy ạ. Đấy. Thương thương cả... Mong sẽ được quà của chị. Cho em trúng son cam đất. Trời ơi, son cam đất màu nào cũng đẹp luôn. Đây cho em yêu ngó qua cái em cam đất này nha. Em chia sẻ rồi, chị cảm ơn Nguyệt Ánh nha. Ok Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh, đây nha, bốc đi. Ok, chị Mai Thanh Nguyên. Đấy. Em chưa bao giờ được quà của chị cả Hu. Thế à, biết đâu hôm nay là người may mắn thì sao. Trời ơi, Suri Anh ơi, đây là cam đất nhà em yêu. Cam đất này, lên màu cực kỳ đẹp. Môi lên môi cực kỳ đẹp và sang chảnh luôn. Đấy. Cực kỳ là sang chảnh nha các chị yêu. Nào book nha, em sẽ book quà nha. Còn chị nào chưa vào không ạ? Chị nào chưa vào thì vào ngay đi thôi. Biết đâu mình sẽ là người may mắn nào. Biết đâu được đấy nhỉ, hôm nay mình là người may mắn thì sao. Hồi hộp quá chị ơi. Trời ơi chị cũng hồi hộp lắm Thu Hường. Không biết là bạn nào hôm nay sẽ là người may mắn đây. May mắn em được nhận quà. Trời ơi. Đây rồi, em cảm ơn chị Thúy Hằng nha. Đây, đây, trên tay em đã có người xem là ai sẽ là người may mắn đây. Mong em may mắn quá, trời ơi. Trà My, Trà My có ở đây không ạ? Em đã book được may vào em Trà Trà My, có tên là Trà My. Có Trà My ở đây không ạ? Em sẽ đọc tên 3 lần nha. Nếu không thấy thì em sẽ hủy quà nha. Nào, Trà My lần 1. Có Trà My ở đây không ạ? À? Trà My lần 1 nha. Trà My lần 2. Mạng kém à? Ơ không, mạng vẫn bình thường mà. Mạng vẫn bình thường, mạng vẫn bình thường nha. Nào có Trà My ở đây không? Trà My lần 1 nha. Trà My lần 2. Trà My lần 3. Không thấy Trà My đúng không? Không có Trà My ở đây đúng không? Không có Trà My đúng không? Nếu không có Trà My thì em xin hủy nha. Trà My không có thì hủy phiếu nha. Không có rồi, đúng rồi. Gọi tên 3 lần nhưng đã không có thì hủy phiếu nha. Tí nữa vào là không được. Không được. Đúng rồi, không có, không có, không có. Không có Trà My ở đây. Không có Trà My ở đây nha.
Trà My không có rồi, em sẽ book nha, book chị khác xem vào chị nào nha. Trời ơi đấy, thấy đáng tiếc chưa, quá đáng tiếc. Em đã book với em Trà My nhưng không có rồi, chuẩn rồi, không có. Đúng rồi, không có Trà My rồi. Đây, xem người thứ hai là người may mắn nào đây. Nguyễn Ngọc ạ. Nguyễn Ngọc, có chị Nguyễn Ngọc ở đây không ạ? Có chị Nguyễn Ngọc ở đây không ạ? Còn ghi nữa không chị? Có, để im để chị gọi lần này. Chị Nguyễn Ngọc lần 1 ạ. Đúng rồi, mạng vẫn bình thường mà, em vẫn thấy tất cả mọi người nhá. Nào, chị Nguyễn Ngọc lần 1. Chị Nguyễn Ngọc lần 2. Chị Nguyễn Ngọc lần 3. Không có chị Nguyễn Ngọc đúng không ạ? Không có chị Nguyễn Ngọc, em xin hủy nhá. Ôi trời ơi, đấy, rất nhiều người, quá là đáng tiếc, trời ơi. Quá là đáng tiếc luôn. Có kìa chị, đâu chị Nguyễn Ngọc cơ mà, Nguyễn Ngọc chứ không phải Phùng Thị Bích Ngọc nhá em yêu. Nguyễn Ngọc không có rồi, đúng rồi. Nguyễn Ngọc không có, không có, không có. Đúng rồi, để chị bốc người khác nha. Mạng bình thường, đúng rồi, mạng rất bình thường. Đây, đây là người thứ ba, xem là quá tam ba bận lần này có không nhá. Hà Nguyễn. Hà Nguyễn. Hà Nguyễn lần 1. Hà Nguyễn lần thứ 2. Không có Hà Nguyễn đúng không? Hà Nguyễn lần 1 này. Hà Nguyễn lần 2. Hà Nguyễn lần thứ 3. Không có Hà Nguyễn đúng không ạ? Không có Hà Nguyễn nha, không có Hà Nguyễn, em xin hủy nha. Trời ơi, quá là đáng tiếc. Nguyễn Ngọc, trời ơi chị Nguyễn Ngọc ơi, em vừa nãy em gọi mãi mà không thấy chị đâu chị yêu à, tiếc quá thôi. Đấy, ba rồi lại không có rồi, trời ơi. Chị comment mà em không thấy. Ô em lại không nhìn thấy chị ạ. Đấy, chị Hà Nguyễn lại không có rồi nha. Nào. Bốc nha. Nào xem ai đây. Chị bị ẩn ạ. À thế ạ. Đúng rồi, mọi người thấy thì mọi người thả tim đi bởi vì là em sợ không nhìn thấy. Có mà, nhưng mà lúc đấy lại không thấy đâu Hà Nguyễn ạ. Có thấy ư? Có thấy ư? Có nhìn thấy Hà Nguyễn á? Sao em lại không nhìn thấy Hà Nguyễn? Đúng rồi, vào sau mà, trời ơi vào sau mà, mạng chán nhờ á. Ô mạng vẫn bình thường mà, mạng nhà em vẫn bình thường. Mạng nhà em vẫn bình thường nha các chị yêu nha. Mạng chậm à? Ô mạng chậm mà các chị yêu ơi. Trời ơi tiếc thế nhỉ. Có thể bảo chụp ảnh cái video mình lúc có chụp cái bức ảnh vào thôi, xem phút giây thôi. Nhớ mạng mạng. Đúng rồi, bởi vì là em không nhìn thấy mạng. Thực ra là nhà em thì em vẫn thấy bình thường mà. Mọi người thấy mà, trời ơi lúc đọc lại, đúng rồi chỉ tính máy chủ thôi nên mọi người thông cảm. Bởi vì lúc đấy đã đọc là không thấy Hà Nguyễn nhá, thông cảm, sorry. Nào để xem ai sẽ là người may mắn tiếp theo, mọi người có thấy mà. Đúng rồi, mạng bình thường nha, thôi rồi. Nào em sẽ bốc giải nha, để xem mà ai là người trúng may mắn đây. Đúng rồi mọi người. À Vũ Giang, ok ok Vũ Giang, Vũ Giang. Cho Vũ Giang xin một phiếu nữa nha, chứ không phải là do. Sao chị lại đóng nhanh như thế? Đây của Vũ Giang nha. Thế ư, Hà Nguyễn rồi, bốc tiếp nha, bốc tiếp. Đấy, biết đâu may mắn lần này. Chứ kêu em đều thấy comment lên mà, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, thôi không sao, bốc nha. Rồi rồi, để mình sẽ bốc tiếp, trời ơi, để xem ai sẽ là người may mắn tiếp theo đâu. Hà Nguyễn đen quá. Ok Minh Linh, ok Minh Linh, nào mọi người chia sẻ đi. Minh Linh. Minh Linh. Minh Linh. À thế à, rồi sorry mọi người. Đây 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 đây. Cao Dung Cao. Chị Cao Dung Cao có ở đây không ạ? Em đọc nha. Cao Dung Cao lần 1. Cao Dung Cao lần 2. Cao Dung Cao lần 3. Không có chị Cao Dung Cao ở đây đúng không ạ? Đấy, em không, em đọc chậm mà, không có nha, không có chị Cao Dung Cao là em hủy nha. Đây, chị Cao Dung Cao nhưng không có nha.
Hủy nhá. Đấy, mạng nói chung là mạng của nhà em vẫn bình thường, mọi người comment em vẫn đọc được, vẫn nhìn thấy. Đấy. Nên là không có gì cả, không có chị Cao Dung Cao nhá. Đấy, người thứ tư rồi. Đúng rồi, chị Cao Dung Cao không có. Đúng rồi, em sẽ bốc giải tiếp theo nha. Em sẽ bốc xem là người nào là người may mắn nha. Không phải Trần Dung nhỉ? Đúng rồi, trời ơi, tiếc quá, tiếc quá. Không phải Trần Dung. Lào, lào, để xem chị nào là người may mắn đây. Trời ơi. Huyền Linh, Huyền Linh, Huyền Linh. Trời ơi, Huyền Linh đâu rồi? Huyền Linh trúng một son của Lalihui nhá. Huyền Linh trúng một son của Lalihui không chị? Có mà chị Cao Dung Cao ơi, không không, bây giờ em mới nhìn thấy chị, không có nhá. Nào, Huyền Linh lần 1. Nào em đọc đây, bắt đầu đọc nhá. Người nào mà nghe thấy thì comment đúng vào tên của mình thì hãy comment hoặc thả tim để em nhìn thấy, bởi vì mạng nhà em thì vẫn bình thường. Nào. Huyền Linh. Huyền Linh lần 1. Huyền Linh lần 2. Huyền Linh không có nha. Huyền Linh lần 3. Huyền Linh đây rồi, đây rồi. Chị đã nhìn thấy Huyền Linh nha. Đấy. Hà Nguyên ở mức. Không phải đâu Hà Nguyên, bởi vì lúc đấy là chị không nhìn thấy em mà Hà Nguyên ạ. À. Trời ơi không, Huyền Linh chị nhìn thấy rồi nha. Huyền Linh. Comment trùng nhiều quá, đúng rồi. Huyền Linh, chị đã nhìn thấy Huyền Linh rồi nha. Tí Huyền Linh inbox cho chị nha, để mai chị sẽ gửi son. Đấy, mai chị sẽ gửi son cho Huyền Linh nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, có Huyền Linh. Ok, đấy, mạng vẫn bình thường, em vẫn đọc được. Đấy, nên mọi người không cần phải. Huyền Linh em đã nhìn thấy, tí nữa Huyền Linh inbox cho chị nha, để gửi son nha. Trời ơi, đây. Rồi mọi người cứ comment đi, để tiếp theo em sẽ bốc nước thần collagen. Nào, tiếp theo. Bốc tiếp theo, giải tiếp theo nước em, nước thần collagen này đây. Thế ạ. Nào, em sẽ bốc giải tiếp theo nha. Mọi người comment tên đi nào. Chấm 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 chấm. Thương thương chị thấy em. Chị thấy em nào, mọi người tiếp tục đi. Có là comment lên à. Đây nha. Ok Huyền Linh. Nào, mạng bình thường, đúng rồi. Đây, tiếp theo nha. Chị đọc nhanh như thế thì có mất. Nào, chị sẽ bốc giải tiếp theo nha. Ngọc Minh. Ngọc Minh nha. Bốc giải tiếp theo nha. Bốc giải tiếp theo là nước thần collagen nha. Nước thần collagen này. Mọi người sử dụng nước thần collagen thì cực kỳ thích luôn. Đây, mỗi lần chỉ 1 đến 2 giọt thôi ạ. Nào, mọi người tiếp tục chấm đi. Để bốc giải tiếp theo nha. Ok. Phương Linh. Phương Linh. Nào, giải tiếp theo là nước thần collagen. Mọi người có thích bốc nước thần không ạ? Có thì giơ tay lên em xem nào. Trời ơi, mọi người có thích không? Thế à, Trần Dung ơi, hết nước thần rồi à? Trời ơi, dinh ngay một em nước thần này về thì thực sự là không thể có gì để chê được ạ. Ok Hà Nguyễn, trời ơi. Đây, nước thần đây, đấy, mọi người đã dùng nước thần thì mọi người đã biết là cái độ thần thánh của cái nước thần này như thế nào. Bốc đi chị, mình đang ghi tên mọi người để bốc đây, Diễm Phúc Hồ ơi. Lê Thu Hường có rồi em nha, Gấu Sóc có rồi chị yêu nha. Mọi người comment đi, comment chia sẻ lên đi nào. À, đây, mình sẽ kiểm tra nha, mình sẽ kiểm tra Facebook bạn Huyền Linh nha, để xem bạn Huyền Linh đã chia sẻ chưa nha. Nếu bạn Huyền Linh chưa chia sẻ thì mình sẽ rút lại giải là son của Lalihui nha, bạn Huyền Linh. Huyền Linh đúng không ạ? Mình sẽ xem bạn Huyền Linh chia sẻ chưa nha. Ok, ok, đây rồi nha, bạn Huyền Linh đã chia sẻ nha. Bạn Huyền Linh đã chia sẻ rồi, ok. Đúng như tên của nó. Huyền Linh, đúng rồi, đúng như tên của nó. Thực sự là nước thần này quá là thần thánh luôn. Ai chưa có thì nhanh tay dinh ngay một em này về. Trời ơi nào, đúng rồi. Mình sẽ ghi những ai chưa có. Hương Trương có rồi nha. Cao Dung Cao, ok chị Cao Dung Cao nha. Cao Dung Cao. Cao Dung Cao nha. Ok.
Ok chị Hằng Nguyễn nhá. Chào chị Huệ Nguyễn. Rồi ok Huyền Linh, chị xem rồi, em đã chia sẻ rồi. Em đã trúng một son của Lalihui nha. Một son của Lalihui không chì. Tí nữa em inbox cho chị để lấy giải son nha. Mai chị sẽ gửi son cho em. Tú Võ ơi em có rồi em yêu ơi. Trang Định, ghi tên những người chưa có thôi. Mọi người comment đi. Giơ mỏi tay quá. Nguyễn Kiên. Chết rồi. Linh Phương. Ok Quỳnh Trâm Phạm, nếu mà chị túm, chị sẽ túm được em lên ngay. Chị rất là muốn túm em lên luôn đây. Min, đúng rồi, Thơ Min. Thơ Min. Hello Trần Dung. Trời ơi. Trời ơi em nữa. Ok Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên dạo này rất là may mắn nha. Trời ơi, một em nước thần bị ẩn rồi. Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên nha. Ok Đào Ngọc Ánh. Đào Ngọc Ánh. Đào Ngọc Ánh. Nhân lúc em chia sẻ mọi người chia sẻ nhân lúc em viết mọi người chia sẻ like này lên các hội các nhóm đi ạ. Đào Ngọc Ánh. Đào Ngọc Ánh, mọi người chia sẻ đi lên nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho đông người vào xem cho chị em chúng ta nào. Trời ơi, em nức thần này mà ai bỏ qua thì rất là đáng tiếc đấy ạ. Cấp ẩm kiềm dầu xe khít lỗ chân lông làm làn da chúng ta căng bóng. Chào Linh Phương, đây này. Lát cho mình một lọ. Ok chị Trang Định nha. Đây đấy, rất là thích nha các chị yêu nha. Không có gì để chê, các chị cứ dùng đi. Ok Lan Nguyễn, Lan Nguyễn. Các chị cứ dùng đi, riêng sản phẩm bên em nha. Đảm. Hello em mới tới, chào anh Đỗ Đức Đoàn. Sao không phải ông tin chị nhỉ? Thảm mán trả like comment cho người ta. Hi hi chế quá khen nên comment. Đấy Nguyên Nguyên vừa hôm nào mấy chúng. Riêng cái dòng. Vâng. Nào. Búc nha, em sẽ búc giải nước thần nha, nước thần collagen nha. Nào, em sẽ bốc xem chị nào sẽ là người may mắn đây, chị nào là người may mắn đây. Trời ơi, Trang Vi, ok Trang Vi nha. Đấy, riêng các chị dùng cái sản phẩm mà nước thần này không ưng, cứ giả là em nha các chị nào. Chúng nước thần dinh kem đêm thế à, Huệ Nguyễn. Ok Huệ Nguyễn. Huệ Nguyễn. Ồ, đây mẹ đây rồi. Rồi ok, em bóc nha. Nước thần collagen này các chị yêu, nước thần collagen này. Dùng không ưng có vẫn bất kỳ vấn đề gì cứ gửi lại trả lại em nha, rất là thích luôn. Riêng cái em nước thần này buồn quá hu hu. Hà Nguyễn ơi không có gì phải buồn đâu em yêu ạ, biết đâu mình sẽ là người may mắn lần sau. Ok, Phương Linh có rồi nào. Búc giải tiếp theo nha. Nước thần, một nước thần, một nước thần. Đây bốc nước thần đây, bốc nước thần. Nào, các chị yêu vào đây, vào đi. Các chị yêu vào nào, không là em đọc tên 3 lần lại không thấy thì rất là đáng tiếc đấy ạ. Nước thần. Nào, chị nào là người may mắn đây, em sẽ gọi tên 3 lần nha. Phương Linh. Phương Linh. Phương Linh. Phương Linh có ở đây không? Nào, bắt đầu đọc nha. Bởi vì con em nó đang quấy quá rồi. Phương Linh lần 1. Phương Linh lần 1. Đọc chậm thôi à, ok. Nào Phương Linh lần 1 nhá. Đấy, có Phương Linh ở đây không ạ? À? Phương Linh lần 1. À đây, nhìn thấy Phương Linh rồi. Phương Linh, Phương Linh. Phương Linh nhá, Phương Linh đã trúng một nước thần collagen. Một nước thần collagen cấp ẩm kiềm dầu xe khít lỗ chân lông. Tí nữa Phương Linh sẽ inbox cho mình nha. Tí nữa Phương Linh sẽ inbox để mình mai mình sẽ gửi nước thần cho Phương Linh nha. Ghi âm với Mai Dương. Dinh kem đêm thế à. Trời ơi, trúng của bạn Phương Linh rồi. Bạn Phương Linh hôm nay may mắn quá. Trời ơi đây. Bạn Phương Linh nha. Tí nữa bạn Phương Linh sẽ inbox cho mình nha. Đấy. Còn tất cả các sản phẩm bên em, sản phẩm nào cũng có bảo hành hết nha, nên các chị cực kỳ là yên tâm luôn. Các chị dùng nước thần. Người ta 7 giờ mới về. Thì Phương Linh nha, đã trúng Phương Linh rồi. Trời ơi đây. Đấy. Hôm nay Phương Linh quá là may mắn. Nhím xinh à. Cháu còi lắm. Cháu lo còi lắm các cô ạ à nhỉ. Cháu lười ăn lắm đây. Đấy các chị nha. Rồi ok Phương Linh. Mình sẽ kiểm tra xem Phương Linh đã chia sẻ chưa nha. Nếu Phương Linh chưa chia sẻ thì sẽ không được quà đâu ạ. Phương Linh đúng không? Rồi ok ok ok. Hương Trương ơi dinh kem đêm về đi em yêu ơi. Trời ơi nước thần này. Em bị yêu quá cháu còi lắm. Về mình nấu xong đi đón con. Đây kem đêm nhá. Đấy các chị thấy chưa?
Kem đêm màu be nó đậm hơn, bởi vì sao? Bởi vì nó có rất là nhiều dưỡng chất. Các chị nào mà da dầu này, da khô này, hay là nhiều mụn đầu đen này, hay lỗ chân lông to này, thì em đảm bảo các chị sử dụng thì vâng, sử dụng, các chị cứ sử dụng chỉ cần từ 2 đến 3 tuần là các chị đã thấy sự thay đổi rồi. Đấy, đây còn đây là kem ngày nhá các chị yêu nhá. Đây kem ngày thì có màu trắng sữa hơn này. Đấy, kem ngày thì có màu trắng sữa hơn, rất là thích luôn. Đây kem ngày các chị nhá, dùng để dưỡng trắng, chống nắng. Chống nắng rất là tốt cho các chị mà đi làm phải đi ra ngoài. Thì cái kem ngày này thực sự là thay thế luôn kem chống nắng. Các chị không cần phải dùng kem chống nắng nữa đâu mà vẫn là dưỡng trắng. Cho em phía nữa để xem mình có nhận được cả combo không chị. Huyền Linh nhận cả combo. Trời ơi chị bốc son, bốc nước thần thôi còn đâu. Đấy, hẹn mọi người lần sau nhá, bởi vì là con mình nhỏ. Thế nên là ai mua cái bất kỳ sản phẩm nào cứ inbox cho em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ càng nhá. Sản phẩm nào của bên em cũng đều có bảo hành đến tận giọt cuối cùng, nên là các chị không phải lo vì gì cả. Đấy. Chào tất cả mọi người. Nhìn bye bye đi. Bye bye nhỉ. Chào mọi người nha. Lần sau mọi người cũng sẽ vào ủng hộ em như hôm nay nha. Ai mua sản phẩm gì thì cứ inbox cho em sẽ tư vấn kỹ. Còn ai muốn làm đại lý, còn ai muốn làm đại lý về để kiếm tiền, bỉm sữa kiếm tiền, thì cứ về với đội của em sẽ được hỗ trợ từ A đến Z, từ kinh nghiệm bán hàng đến tất cả mọi thứ. Chào mọi người.